Liên quan đến một số thông tin về cái gì nhỉ? Danh sách của các bạn cờ đỏ. Tôi thì tôi thấy tôi biết danh sách này lâu rồi, không cần ai thống kê đâu. Cũng không cần phải đưa lên một thành danh sách, một cái bảng thành ba bốn cái live stream đâu. Các bạn như cần muốn biết có bao nhiêu cờ đỏ trên mạng xã hội thì dễ lắm. Các bạn cứ vào. Tôi không kết bạn với cờ cờ vàng cho nên là bạn bè của tôi là cờ đỏ đấy. Cũng đơn giản, các bạn cứ việc đưa danh sách lên thì cũng không có gì khó khăn phức tạp, bởi vì chúng tôi hoạt động công khai. Tới giờ này chúng tôi viết bài live stream công khai, phản bác các luận điệu xuyên tạc là công khai, và dĩ nhiên những kẻ nào cay cú chúng tôi là bởi vì những kẻ đó là nằm trong cái đám chúng tôi đang chống đối. Chúng tôi chống là chống lại cờ vàng chế độ cũ, chúng tôi chống lại những cái kẻ đang muốn vực dậy cái thây ma của Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi chống lại những luận điệu xuyên tạc của những cái kẻ đang chống cộng, chúng tôi chống lại những luận điệu xuyên tạc của những cái kẻ có thù hằn với cái chế độ này, làm cho cái xã hội này bất ổn. Chúng tôi chống lại những cái luận điệu méo mó làm tổn hại đến chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, làm xã hội của tôi náo loạn. Đây, chúng tôi phản bác các luận điệu xuyên tạc như thế. Dĩ nhiên cái đám mà có những luận điệu xuyên tạc là cái đám cờ vàng bao que nói chống cộng, đó là cái đám đang có cái tư tưởng chống cộng, đang ở hải ngoại. Vì vậy cho nên là ai đó cay cú là tôi chắc chắn rồi đấy. Giờ này bạn nào mà chưa xác định được kẻ thù là bạn đó dở đó. Các bạn phải xác định được ai là bạn, ai là thù. Giờ này rất là dễ và chúng ta đã thấy rất rõ rồi, đúng không? Các bạn đưa ra danh sách rồi các bạn nêu tên người ta lên làm ở chỗ này, làm ở chỗ kia. Thực ra các bạn chỉ là những cái kẻ hóng gió, hóng chuyện ở trên mạng xã hội này. Muốn biết ai làm cái gì đó lên trên mạng nó bấm ra, ví dụ người ta là cố gắng để đầy đủ thông tin cho các bạn nắm biết, khỏi cần phải la làng. Muốn tìm hiểu ai dễ ợt. Còn cái việc mà về thông tin mà các bạn muốn nói về người đó thì ít nhất các bạn phải có đủ cái nguồn thông tin, ít nhất là phải biết được gặp người ta rồi, tham gia cùng với người ta làm gì đó rồi mình nói ra nó mới có giá trị. Chứ bây giờ tự nhiên mình nói về một ai đó mà mình chưa bao giờ gặp người ta, mình cũng chưa bao giờ biết người ta như thế nào, thì rõ ràng người ta nghĩ ngay mình là kẻ bịa chuyện. Và thứ hai, một cái nữa là mình cay cú người ta cho nên mình mới đưa tên người ta ra. Thực ra có ai ngại đâu. Những người bạn mà được gọi là cờ đỏ giống như tôi nè, chúng tôi hoạt động công khai, giao tiếp với nhau như thế này bình thường. Tôi gặp nhau, chúng tôi giao lưu, chúng tôi ăn uống, chúng tôi nói chuyện với nhau. Và hàng ngày tôi quán cà phê ngồi bình thường. Mọi người muốn biết chúng tôi là ai, nó đơn giản, nó dễ lắm, gì khó. Khỏi phải đưa tên lên. Thực sự là tôi thấy thời gian đầu một số người bị nêu tên lên thì người ta cũng có sự cay cú cụ thể, bởi vì người ta nghĩ rằng đó là quyền của người ta. Người ta tham gia trên mạng xã hội là quyền, đi nêu tên người ta ra thì người ta bực bội chút. Đấy, nhưng mà đến cái clip thứ hai, thứ ba thì tôi thấy nó mang tính chất cay cú nhiều. Mà đến giờ này mình xác định là những kẻ cay cú thì thường là đó là nó cay cú các cái cờ đỏ, mà cờ đỏ làm gì? Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Thì đâm ra là cuối cùng kẻ đó phải là cái kẻ bao que xỏ lá rồi. Nó thuộc cái đứng ở đâu, nó đứng ở cái phía cạnh của kẻ của một thằng chống cộng thì nó mới cay cú cờ đỏ. Thử hỏi chúng tôi tập hợp lại với nhau với mục đích gì? Đó là mục đích phản bác các luận điệu xuyên tạc. Để làm gì? Đó là vì chúng tôi yêu quê hương đất nước này. Bởi vì nó xuyên tạc bịa đặt để nó phá hoại đất nước chúng tôi. Chúng tôi không yêu quê hương đất nước này thì chúng tôi đâu cần phải phản bác các luận điệu xuyên tạc đó. Và chúng tôi đã khẳng định và chúng tôi đã có đủ bằng chứng do các cái luận điệu xuyên tạc đó. Nghĩa là chúng tôi chứng minh được nó xuyên tạc, nó bịa đặt. Và chúng tôi đã làm được điều đó, có nghĩa rằng là chúng tôi đã góp một phần
đẩy lùi những cái kẻ đang chống phá lại đất nước chúng tôi. Thế là chúng tôi thể hiện lòng yêu nước của mình. Có bao giờ và có ai thấy chúng tôi đi ra ngoài đường đánh đập ai chưa? Đừng bao giờ nói chúng tôi tụ tập ra đường đánh đập ai. Chưa ai thấy đâu. Nếu có cũng chưa ai thấy đâu. Cho nên là nói phải có sách, mách phải có chứng. Đa phần tôi nghe các thông tin là nói láo nhiều. Cái vấn đề mà chúng ta thấy được ở đây đó là nhờ cái việc đưa ra cái danh sách đó mà chúng ta thấy được rằng ai là kẻ đã cung cấp những thông tin đó cho các đối tượng chống đối phản động. Mục đích nêu tên lên để làm gì? Nêu tên lên mục đích ai sợ? Chúng tôi đâu có sợ. Hàng ngày tôi vẫn trường mặt ra đây, tôi đâu có sợ. Đưa tên chúng tôi lên tốt thôi. Mọi người cứ nghĩ rằng đưa tên lên thì có gì đâu, rắc rối. Hồi đầu có một số người vì ngại ngùng, không muốn nổi tiếng, không muốn này nọ, họ ngại không dám ra mặt. Thế cho nên là người ta ngại nêu tên người ta ra. Tôi nói trong cái vụ các cái việc làm, ví dụ như chúng tôi kéo đến dòng chúa cứu thế ở 38 Kỳ Đồng, chúng tôi hoạt động, chúng tôi phản đối lại cái việc tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nội dung phản đối của chúng tôi đã rất cụ thể. Nhưng các bạn thấy đó, chỉ có một mình tôi đứng đọc ở đó, là bởi vì các bạn không để ý những người xung quanh, những người bạn bè của tôi, những người gọi là đồng chí của tôi đang cố gắng bảo đảm an toàn cho tôi. Bởi đến đó, đứng trước cửa dòng chúa cứu thế, phản đối như thế, sự an toàn của tôi có ảnh hưởng. Các bạn chỉ thấy tôi chứ các bạn không thấy được những người xung quanh tôi để cố gắng giúp đỡ và bảo vệ tôi như thế nào. Các bạn ấy tự nguyện, tự giác và các bạn ấy chưa bao giờ muốn tên của mình, hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội. Các bạn ấy khiêm nhường và khiêm tốn như thế. Chứ nếu các bạn ấy cũng đều cùng ra mặt thì rất tốt. Chỉ có một điều các bạn thấy đó, không ai trong chúng tôi muốn ra mặt cả. Dù rằng việc chúng tôi làm phản đối là cái việc tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là đúng. Cũng vậy. Trong cái việc đến ở Thọ Hòa, mọi người đến đó đều không muốn mặt mũi của mình được đưa lên mạng. Bởi vì mọi người không ai muốn nổi tiếng cả. Sự khiêm nhường, khiêm tốn của mọi người. Các bạn thấy đó, tất cả mọi người đều không muốn nổi tiếng chứ không phải không có khả năng để nổi tiếng. Hôm nay cái tên Nguyễn Minh Tuệ được sướng lên, tôi thấy rất hay. Thực ra thì khi các bạn nêu tên một ai đó lên trên đây, nhất là cái tên của anh Nguyễn Minh Tuệ, sự cai cú đối với anh này là cái chuyện đương nhiên, bởi vì anh này có một cái việc làm rất là hay ở trên mạng xã hội, đó là có những cái góc gọi là góc lột đồ. Ví dụ như vừa qua anh ta đã đưa ra thông tin của một cái người tên là Nguyên Hồng Nguyễn. Người này đã làm gì? Hăm he dọa nạt người khác. Tưởng rằng anh ta làm thì không ai biết anh ta là ai, nhưng nhờ anh Nguyễn Minh Tuệ này đã nêu được thông tin của anh ta một cách cụ thể để ngăn chặn những cái hành vi của anh ta làm tổn hại đến người khác. Hay là một cái tên là Lê Văn Viễn là diễn nào đó, lại là với cái tên Ly Chen Coi đi đòi treo giải thưởng của người này người nọ, đòi giết người này người kia, nhưng chính anh này đã nêu tên những kẻ đó ra. Cũng như chính Nguyễn Minh Tuệ đã nêu những thông tin của những kẻ phản động một cách rất cụ thể để cho cộng đồng xã hội thấy được. Cho nên sự cai cú của đám này là cái điều đương nhiên. Thậm chí như một cái người tên David Lê, đáng lẽ ra người này nếu vẫn giữ sự ôn hòa để mà len lỏi vào đấu tranh
không? Thì có thể anh ta còn sẽ được sự ưu ái, thậm chí là lấy lòng được rất là nhiều người. Các bạn thấy đó, anh ta sẽ lấy lòng được rất là nhiều người nếu anh ta giữ được cái phong thái bình tĩnh. Nhưng mà qua ba cái clip vừa rồi, sự cay cú thể hiện rõ, và nhất là sau mỗi lần anh ta bị cộng đồng chửi thì anh ta cay cú đến cái mức độ là đưa ra những cái thông tin gọi là giống như là vạch mặt. Anh ta quên rằng là anh ta đang vạch mặt trên cái Facebook Việt Nam chứ không phải là trong cái cộng đồng cờ vàng, cái đám cờ vàng. À, chúng ta tiếp tục nó cập nhật phần mềm. Các bạn biết là cái đám cờ vàng gọi là gì? Cái đám mà đang tôn thờ cái rẽ vàng bao que đỏ đó, ở trong nước này nó trốn chui trốn nhủi, nó đâu có dám giác mặt ra đâu. Những đám đó mà bị anh phóng viên Nguyễn Minh Tuệ của tôi đăng lên là chết lên chết xuống, trốn chui trốn nhủi. Chừng nào tôi đang sống ở hải ngoại kìa, năm mươi mấy người được sướng tên mà đang sống ở hải ngoại kìa, lúc đó mấy anh sướng tên tụi tôi lên tụi tôi mới sợ. Chứ mà mấy anh đang tôi đang ở Việt Nam này, cái cờ vàng rẽ vàng của các anh nó trốn chui trốn nhủi chứ không phải chúng tôi, đúng không? Mấy anh nêu tên chúng tôi lên để làm gì? Cấm chúng tôi xuất cảnh sang Mỹ à? Hả? Chúng tôi có đi mà anh cũng không biết. Chúng tôi có đi sang Mỹ anh cũng không có biết. Tôi đâu đi, tôi đâu có thông báo cho anh biết. Mà tôi có thông báo cho anh làm gì được tôi? Mấy anh thông tin lên giống như là lệnh truy nã, không có đâu. Chúng tôi là những người gọi là đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng đấu tranh, bao nhiêu người đều biết cả. Anh có đọc cũng chỉ đọc được cái tên gì, đọc được cái tên nickname của tôi thôi. Tôi là người cụ thể thì dễ quá rồi, còn những người khác anh đọc lên, thực ra đó là nickname. Cũng giống như hôm nay anh sướng cái tên Trần Hải Yến lên. Ồ, đơn giản quá. Anh chú thích thêm đó là đàn ông nha. Thì thực tế anh cũng chỉ biết được đó là đàn ông với Trần Hải Yến. Mà người ta đọc tới cái tên Trần Hải Yến chả ai nghĩ rằng đó là phụ đàn ông cả, ta đều nghĩ là nữ. Thế nên anh cũng chỉ sướng được cái nickname của người khác, nghĩa là sự cay cú của anh ở mức độ mà nó chỉ ở cái tầm của một cái kẻ tiểu nhân muốn trả thù mà thôi. Là có văn hóa nhưng thì có lẽ anh còn tiếp cận được nhiều người nữa, và nhiều người sẽ còn đi theo anh nữa, và nhất là họ sẽ càng anh dễ thu hút họ hơn nữa. Nhưng có một điều rất là hay ở chỗ là anh quá nôn nóng, quá nóng vội, và anh quá lộ mặt quá sớm, cho nên ngay giờ này người ta nhìn ra anh là ai rồi. Thì bây giờ anh muốn bước vào cái cộng đồng này để xuyên tạc bịa đặt, để chia rẽ thì hình như hơi khó rồi. Tôi thấy rằng là bản thân của mỗi một người mà tham gia vào các hoạt động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của anh em tôi đây đây, thì cho dù chúng tôi có nói với nhau cự nữ nhau kiểu gì thì mục đích cuối cùng của chúng tôi vẫn là đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc. Và kiểu gì thì tôi cũng bị tấn công kiểu gì, người ta nói xấu tôi kiểu gì, người ta bịa đặt xuyên tạc về thân thế tôi kiểu gì, thì mỗi ngày tôi cũng sẽ cung cấp cho các anh bản tin hoạt động dân chủ cội. Thế mỗi ngày tôi sẽ cố gắng cung cấp cho các anh bản tin hoạt động dân chủ cội, và điều cái đó đều là đập lên mặt của các anh cả, không hề cay cú. Tôi chỉ vạch mặt, tôi chỉ nêu cho các anh biết rằng sự thất bại của cái hoạt động dân chủ cội của các anh ở trong nước, và số tiền mấy anh gửi về gần như là để vô túi của những kẻ ăn không ngồi rồi. Đó là cái việc bình thường, nó hết sức bình thường. Một điều khác nữa để các bạn thấy được, đó là những cái đối tượng nó chống đối nó luôn luôn rất ngại ngùng với các nhóm cờ đỏ. Bởi theo như tôi được biết thì cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc nó đã phát triển rất mạnh mẽ từ Bắc vô Nam. Ở Hà Nội là mạnh mẽ nhất, thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, nghĩa là đứa nào mà mang cờ vàng ba sọc ra đường đập giao công an, nó có dám tới thưa công an rằng làm gì nó mang cờ vàng trên người cho nên nó bị đập không? Đứa nào dám? Đứa nào thử làm xem, đây là một sự thách thức đấy. Thử mang mặc áo cờ vàng ba sọc đi ra đường
bị đập xong đến cơ quan công an trình báo rằng tôi bị đập do tôi mặc áo cờ vàng ba sọc ra đường, để coi công an xử lý như sao. Thách thức đấy. Và tôi ủng hộ mọi người làm việc đó, bởi vì đối với kẻ thù là không có dung thứ, đối với những kẻ phản quốc là không có dung thứ. Tội phản quốc không cần nhà nước này nói đâu, tội phản quốc không cần phải đợi tới tòa án kêu đâu, nhân dân xử được rồi. Đọc xong rồi nói sao? Đó là cái điều mà cái đám bao que nó sợ, mà vì nó sợ cho nên nó cố gắng xướng tên anh em cờ đỏ này lên để gọi là cái gì, uy hiếp. Nhưng sai rồi. Thứ nhất là nó đang nêu toàn bộ những anh em lên ngoại trừ tôi và một số người có tên cụ thể, không? Thì nó chỉ nêu được cái gì, nêu được cái nickname Facebook. Cái thứ hai là nó đang sống ở Việt Nam, tôi đang sống ở Việt Nam, nó ở hải ngoại mà nó uy hiếp tôi. Nó tưởng đâu là tôi đang ở hải ngoại, tôi là việc tôi là gì cộng sản, bước ra đường sẽ bị đám hải ngoại nó lại ăn hiếp. Không có đâu, ở Việt Nam này nè, cờ vàng ba sọc á, ba que xỏ lá đó, trốn chui trốn nhủi, ba que xỏ lá đó, trốn chui trốn nhủi, trốn lên trốn xuống, bắt được đánh là toàn là quỳ xin tha không đấy. Ngay cả cái anh Nguyên Hồng Nguyễn gì hôm rồi đấy, là đến khi mà bị đánh xong đấy là phải chắp tay vái lại xin tha đấy nha, cái anh mà hôm ở Lái Thiêu đấy. Cho nên là các bạn thấy đứng ở hải ngoại cung cấp danh sách lên để làm gì? Mướn sát thủ giết anh em tôi à? Hả? Kêu mấy sát thủ đó giết. Tự nhiên sướng tên anh em tôi lên để cho anh em tôi nổi tiếng hơn. Đơn giản thôi. Đâu có sợ, bình thường chúng tôi đã ở đây. Ngày nào chúng tôi cũng ở đây, cũng như thế này, cũng có bản tin hoạt động dân chủ gọi đập vô mặt của mấy người, đơn giản thế thôi. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển thì an ninh trật tự của quốc gia đó tốt. Do đó cho nên là ngay cả việc vận động nhân dân tham gia vào các cái phong trào đó chính là cái việc thành công của chính quyền. Chúng tôi là những người tự phát để tham gia các hoạt động đó, nhưng chúng tôi ý thức được chấp hành pháp luật. Cho dù có đập thằng ba que xong cũng giao nó cho công an xử lý, chứ chúng tôi không xử lý. Đập nó là để trấn áp nó, bởi nó đã có hành vi phạm tội. Mang cờ vàng ba que đi ra ngoài đường là hành vi phạm tội. Bởi sao? Bởi vì nó kích động. Nó kích động thì buộc phải đập nó. Bởi nếu tôi, những người có ý thức không trấn áp nó, thì những người vô tình thấy người ta nóng giận tức thời lên là người ta đập luôn là chết. Ví dụ tôi là những người đi săn những cái thằng đó, đi săn ba que chẳng hạn, chúng tôi khẳng định là ngày lễ sắp tới đây, ví dụ như sắp tới lễ 2 tháng 9, tụi nó thường hay ra ngoài nhà thờ Đức Bà để mà tụi nó như thế mặc đồ ba que đi ngoài đường, gọi là khiêu khích. Chúng tôi có ý thức sẵn điều đó và chúng tôi ra đó kiếm ngay tụi nó, thì chúng tôi có sự kiềm chế ứng nhất định của mình. Nhưng mà nếu như vô tình ra đó mà gặp một bác nào đó hay một nhóm cựu chiến binh nào đó đang ở đó, vô tình ta thấy thôi, sự nóng giận của người ta lên ta đập chết. Nghĩa là đó là sự khiêu khích. Chúng ta thấy rõ ràng những kẻ nào đang cố gắng mặc đồ của chế độ cũ, đó là sự khiêu khích, mà sự khiêu khích đó sẽ được trả giá. Ai khiêu khích sẽ bị trả giá, đơn giản. Cái anh gì nhỉ? Cái anh David Lê. Tôi không được bình tĩnh giống như anh. Bởi vì anh là có một cái phong thái mà nhiều người gọi anh là có học thức, nhưng mà sau những cái ta tút mà anh gọi người khác là bò, thì mà anh nhất là anh nhắn tin cho một phụ nữ nhé, là một người phụ nữ mà anh sướng tên sáng nay là Phùng Úc Hà đấy, mà xin thông tin với anh luôn là Phùng Úc Hà không phải là tên của cô ấy đâu, không phải tên của người đẹp ấy đâu, anh sai ở đó, đó chỉ là cái nickname thôi. Và cái gọi là căn cứ là tại chúng tôi đặt cho nó vui, và nếu anh muốn thì chúng tôi dời căn cứ đó đến nhà anh cũng được, nếu anh có nhà. Hả? À.